Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình, nơi cung cấp kiến thức y khoa chính xác. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề điều trị liệt mặt ngoại biên. Và cũng như để có những lời khuyên bổ cho chủ đề ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Trinh. Dạ em chào bác sĩ có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho em cũng như là quý vị khán giả được biết không ạ? Dạ vâng, xin kính chào MC Diệu Tú cùng quý vị khán giả. Thì tôi tên là bác sĩ Nguyễn Thị Trinh, hiện đang công tác tại khoa Nội thần kinh Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay rất là vinh hạnh khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Bác sĩ nói gì với chuyên đề về liệt mặt ngoại biên. Dạ, trước khi mà mình bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay á, thì theo như em tìm hiểu á, thì mình có thể bị liệt mặt do một số thói quen xấu khi mà mình ngủ, đó như là để tóc ướt khi đi ngủ, ngủ mà há miệng thở ra, bật quạt hướng thẳng vào mặt, hay là mình để điều hòa quá lạnh cả đêm như vậy. Vậy thì không biết là những cái thói quen này nó có thực sự là gây ra liệt mặt ngoại biên không ạ? Thật sự thì nói về bằng chứng khoa học thì chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh là những phương pháp như là Diệu Tú nói có thể gây ra liệt mặt. Tuy nhiên theo mặt về đông y á, thì những cái yếu tố liên quan đến yếu tố phong hàn thì nó có thể tác động lên và làm ảnh hưởng đến vấn đề liệt mặt. Vậy thì không biết là chị có thể giải thích rõ hơn về liệt mặt ngoại biên là gì cho em cũng như là quý vị khán giả được hiểu hơn không ạ? Dạ, thực ra liệt mặt ngoại biên nó chính xác hơn đó là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Đó là một tình trạng yếu hoặc là mất chức năng của các cơ ở trên mặt, và từ đó nó sẽ gây ra sự mất đối xứng cho khuôn mặt và gây khó khăn khi thực hiện những cái động tác ở trên mặt. Tức là khi mà một bên mặt của mình sẽ là giữ nguyên cái trạng thái đó và một bên mặt thì có thể cử động như bình thường, đó là liệt mặt ngoại biên. Đúng rồi, đó là thường xảy ra một bên mặt, do đó nó sẽ bị mất đối xứng giữa hai bên, một bên nó sẽ bị kéo qua, một bên nó giữ nguyên. Dạ, vậy thì không biết là những cái nguyên nhân nào thì sẽ gây ra hiện tượng liệt mặt ngoại biên tính theo quan điểm ở đông y ạ? Bất cứ nguyên nhân nào nó làm cản trở sự lưu thông khí huyết tới cái vùng mặt, nó làm cho kinh lạc vùng mặt không được nuôi dưỡng thì có thể gây ra liệt mặt. Và cụ thể hơn thì mình sẽ nói đến yếu tố đầu tiên là liên quan đến ngoại tà. Tà ở đây có nghĩa là những cái tà khí trong môi trường như là phong hàn thử thấp táo hỏa, thì trong đó phong hàn và phong nhiệt là những yếu tố mà thường hay tác động đến cái vùng liệt mặt, gây ra liệt mặt. Nó sẽ lợi dụng lúc mà cơ thể suy yếu, cái phần vệ khí, cái phần tấu lý ở da lông nó sơ hở và xâm nhập vào gây bệnh ở vùng mặt. Nguyên nhân thứ hai cũng có thể gặp liên quan đến vấn đề huyết ứ, và thường nó xảy ra sau khi mà chúng ta bị chấn thương ở vùng đầu mặt hoặc là sau khi thực hiện phẫu thuật ở vùng đầu mặt, thì nó sẽ gây ra tình trạng khí huyết ứ trệ tại kinh lạc ở vùng mặt và gây ra liệt mặt. Và cuối cùng thì có thể là một yếu tố độc lập hoặc là kết hợp với những nguyên nhân trên, đó là trên một cơ địa mà chúng ta có cái chính khí suy như là bệnh lâu ngày, hoặc là sau một cái đợt chúng ta bị ốm dậy, hoặc là sau khi chúng ta đang bị stress, thì nó có thể làm cho cơ thể chúng ta suy yếu, và đó là yếu tố để cho tà khí nó sẽ xâm nhập vào và gây bệnh. Lúc nãy có nghe chị đề cập đến là tác động của môi trường khá là nhiều, và thì không biết là cái yếu tố thời tiết có tạo ra nguy cơ mình sẽ bị liệt mặt không ạ? Yếu tố thời tiết có góp phần. Trong đông y người ta nói đến yếu tố phong hàn, đó là hai yếu tố thường gặp nhất gây ra liệt mặt ha. Thì nhưng mà nó kết hợp trên một cái cơ thể giống như cơ thể mà có cái chính khí nó suy yếu, hay mình hiểu là có cái sức đề kháng nó suy giảm, thì lúc đó thì cái phong tà nó có cơ hội để nó xâm nhập vào. Vậy thì nếu mà mình đi gió quá nhiều thì mình cũng có gió nhiều, gió mạnh trong một khoảng thời gian tương đối dài thì mình vẫn có nguy cơ bị liệt mặt đó. Đúng rồi, nó cũng là một yếu tố nguy cơ. Vậy thì không biết là những cái triệu chứng của liệt mặt ngoại biên trong đông y nó sẽ biểu hiện ra cơ thể của con người như thế nào? Trong đông y á, thì liệt mặt nó sẽ liên quan đến cái chứng gọi là khẩu nhãn oa tà, có nghĩa là miệng mắt nó bị méo lệch, và nó biểu hiện ra là sẽ bị mất cân xứng khuôn mặt. Môi và miệng nó sẽ bị kéo lệch qua phía bên lề. Trong khi đó cái rãnh mũi má và cái nếp nhăn trán nó sẽ bị mờ hoặc là mất hẳn ở phía bên bị liệt. Và những cái sự căng cứng đó nó sẽ thể hiện rõ hơn khi yêu cầu người bệnh cười, nhăn trán hoặc là chu môi. Rồi thêm nữa là người bệnh có thể bị giảm hoặc là mất cảm giác ở nửa bên mặt. Đôi khi người ta sẽ có những rối loạn cảm giác như là tê bì hoặc là co cứng cái vùng nửa mặt bên bị liệt. Rồi một triệu chứng tiếp theo nữa là người bệnh sẽ không nhắm được mắt phía bên bị liệt, và vì không nhắm được mắt nên có thể gây khô mắt và rối loạn tiết nước mắt. Rồi và thêm một triệu chứng cuối cùng nữa là liên quan đến vấn đề về thay đổi vị giác ở miệng,
thì đôi khi bệnh nhân sẽ bị thấy tê cái đầu lưỡi hoặc là mất cái cảm giác ở 2/3 trước lưỡi. Do đó cái việc ăn uống nó sẽ bị thay đổi cái vị giác đi. Chị có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả được biết những cái phương pháp mà mình sẽ chẩn đoán liệt mặt ngoại biên trong cái phương pháp đông y không ạ? Đông y thì cũng giống như là y học hiện đại. Y học hiện đại thì sẽ là nhìn, sờ, gõ, nghe. Thì trong đông y sẽ là vọng, văn, vấn, thiết. Vọng cái nghĩa là mình nhìn, mình sẽ nhìn một người bệnh, nhìn thấy cái tạng đó gầy hay là mập. Rồi mình nhìn thấy cái sắc diện người ta là hồng hào, hơi nhợt nhạt. Mình nhìn thấy được là cái khuôn mặt người ta nó bị mất cân xứng. Rồi quan sát khi người ta nói chuyện, khi yêu cầu người ta thực hiện một số động tác ở trên mặt. Ngoài ra thì mình vọng thì sẽ vọng lưỡi để xem được là cái chất lưỡi nó là bẹo hay nhạt, hồng hay nhạt, hồng hay là nhợt nhạt. Rồi mình sẽ coi được là cái rêu lưỡi nó trắng hay nó vàng để nó biểu hiện cho nhiệt hay là hàn. Rồi mình xem được cái ứ huyết ở lưỡi để xem là có tình trạng huyết ứ đi kèm hay không. Đối với phần văn thì giống như mình nghe âm thanh của người bệnh, cái khí lực khi người ta nói chuyện, rồi mình ngửi cái mùi cơ thể, những cái khi người ta nói chuyện mình, những cái hơi thở người ta phát ra. Rồi cái phần vấn thì mình sẽ hỏi về cái tình trạng của bệnh, yếu tố xuất hiện cũng như là những cái vấn đề tăng giảm, nó sẽ gợi ý chúng ta được cái nguyên nhân của bệnh. Và cuối cùng là phần thiết thì liên quan đến phần sờ, mình sẽ sờ da để coi cái độ ấm, độ mát của da. Rồi mình sờ cái mạch để coi mạch đã đi vô sâu trong lý hay là còn ở ngoài biểu, bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Rồi mình sẽ sờ theo cái ấn, theo cái điểm của kinh lạc, mình coi cái kinh lạc nào bị bệnh. Mặt ngoại biên như vậy thì nó sẽ là một cái quá trình diễn ra từ từ, từng ngày, hay là ngủ một giấc ngủ dậy thì mình tự nhiên thấy cái mặt mình nó cứng, cảm giác như là mình cử động nó một bên khó khăn thì mình đến cơ sở y tế liền. Đó là tình trạng đột ngột xảy ra. Có thể là mới tắm xong vô xong thấy cái miệng nó méo qua bên, hoặc là sau một đêm ngủ dậy. Và có những người họ sẽ thể hiện từ từ theo kiểu là người ta bị rồi nhưng mà ta vẫn có cảm giác là nó hơi không bình thường thôi, xong người ta vẫn cứ để dậy đến thậm 3-4 ngày sau nó biểu hiện triệu chứng mới rõ ràng là cái mặt nó liệt qua một bên. Thành ra tình trạng là đột ngột, nhưng mà có những trường hợp họ diễn tiến từ từ. Vậy thì trong cái tình trạng mà diễn tiến từ từ như vậy á thì nó có những biểu hiện như thế nào, chị có thể chia sẻ để cho em cũng như là quý vị khán giả được biết không ạ? Tại vì cái chứng mà liệt mặt ngoại biên này thì em nghĩ là nó cũng rất là dễ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của mình á. Dạ, thường thì nó sẽ đi theo triệu chứng của bệnh. Đầu tiên là người bệnh sẽ thấy yếu cơ mặt, người ta sẽ cảm giác là khó khăn khi mà nhăn răng cười hoặc là đánh răng, hoặc là khi ăn uống sẽ có nước nó chảy ra khóe miệng bên liệt. Rồi đôi khi người ta sẽ mô tả rằng là có cảm giác căng cứng hoặc là khó chịu ở nửa bên mặt. Thêm nữa là người ta có thể thấy đau ở vùng tai. Thì đau trong vùng tai có thể gặp liên quan đến bệnh lý viêm tai giữa hoặc là do con virus herpes. Thì đó là hai cái yếu tố mà hay gây ra bệnh liệt mặt. Rồi thêm nữa là khi người ta ăn uống, người ta sẽ thấy được, người ta sẽ cảm giác được là cái vị giác của phần lưỡi nó kỳ lạ. Đôi khi là người ta không cảm giác được cái vị giác gì hết, hoặc là người ta thấy hơi tê tê đầu lưỡi. Thì đó là những cái dấu hiệu sớm báo hiệu một cái trường hợp liệt mặt. Vậy thì chị không biết là chị có thể chia sẻ những cái phương pháp thường được sử dụng trong đông y khi mà mình điều trị liệt mặt ngoại biên không ạ? Thì trong đông y á, thì tại bệnh viện y học cổ truyền cũng nói riêng cũng như là cái ngành y học cổ truyền nói chung á, thì khi mà điều trị liệt mặt thì sẽ kết hợp giữa dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc. Thì trong đó dùng thuốc á, thì là thuốc thang, nó sẽ đi theo tùy theo cái chứng bệnh, nó sẽ có những cái pháp trị phù hợp. Ví dụ như là bệnh nhân mắc phong hàn phạm vào kinh lạc thì sẽ là khu phong tán hàn. Rồi nếu như bệnh nhân bị huyết ứ ở kinh lạc thì sẽ là hành khí hoặc huyết thông kinh lạc. Thì tùy theo cái pháp trị sẽ có những bài thuốc cổ phương phù hợp. Rồi đối với phương pháp không dùng thuốc á, thì tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thì ứng dụng rất là nhiều phương pháp. Đầu tiên phải kể đến là châm cứu. Thì châm cứu nó có nhiều cái kỹ thuật, có thể là châm có gắn điện hoặc châm không gắn điện, hoặc là dĩ châm khi là châm ở vùng tai hoặc là đầu châm. Rồi cứu ấm các huyệt ở trên vùng mặt. Thêm một phương pháp nữa đó là liên quan đến thủy châm. Chúng tôi sẽ dùng thuốc thủy châm vào trong cái huyệt ở trên vùng mặt để nó phục hồi dây thần kinh. Và cuối cùng là phương pháp ký chỉ. Thì đây là một phương pháp tân tiến bệnh viện đã ứng dụng trong những năm gần đây, và nó giúp tăng sinh cái collagen tại chỗ cũng như là tăng cường lưu thông khí huyết tới cái vùng mặt, giúp phục hồi sức cơ tốt hơn. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng đang ứng dụng những phương pháp liên quan đến vật lý trị liệu như là xoa bóp bấm huyệt tại cái vùng mặt, và kết hợp tập các động tác trên mặt nó sẽ làm cho cái việc hồi phục mặt nó nhanh hơn.
Em đã từng nghe tới phương pháp cái chỉ và phương pháp châm cứu. Tuy nhiên thì phương pháp thủy châm đối với em thì nó hơi lạ. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn để chị em cũng như là quý vị khán giả được nắm không ạ? Giống như mình dùng một cái bơm tim để tiêm thuốc trong như tiêm bắp ở bên Tây Y. Thì cái thuốc đó thường là những cái thuốc mà nó có mang tính chất là hỗ trợ phục hồi dây thần kinh. Đó là thuốc Tây, ví dụ như là vitamin 3B hoặc là cái thuốc Nucleo CMB4 thì nó sẽ hỗ trợ phục hồi dây thần kinh. Và khi mình dùng cái thuốc đó mình rút vào trong ống tiêm và mình tiêm vào trong cái huyệt với cái liều lượng là tầm khoảng 2-3ml một huyệt, nó sẽ kết hợp giữa phương pháp vừa y học cổ truyền vừa y học hiện đại, như là dùng thuốc của y học hiện đại nhưng mà ứng dụng phương pháp y học cổ truyền, đưa thuốc vào trong huyệt này kích thích cái huyệt đó và nó vừa giúp phục hồi cái dây thần kinh bên y học hiện đại mà nó vừa đi theo cái nguyên lý của y học cổ truyền, đó là tại huyệt nó sẽ làm cho bệnh nhân là tăng cường cái lưu thông máu khí huyết tới, rồi tăng cường cái tăng sinh cái collagen cũng như là phục hồi cái cơ lực tại chỗ. Vậy thì lúc nãy em có nghe chị đề cập đến hai phương pháp là phương pháp dùng thuốc và phương pháp không dùng thuốc. Thì cái liệu rằng là khi mà mình sử dụng cái phương pháp dùng thuốc á thì nó có tác dụng phụ gì đối với cơ thể bệnh nhân không ạ? Dạ, vâng, thì đối với việc mà sử dụng thuốc thang thì nó cũng giống như bất kỳ một phương pháp điều trị nào khác để có thể tạo ra tác dụng phụ. Và tác dụng phụ mà hay gặp nhất liên quan đến phản ứng dị ứng. Trên một số cơ địa, người ta có cơ địa dị ứng với một số thành phần thảo dược trong thuốc thang, do đó có thể tạo ra cái phản ứng dị ứng như là nổi ban, sẩn ngứa hoặc là chàm đỏ trên da. Rồi cái phản ứng thứ hai hay gặp liên quan đến rối loạn tiêu hóa, thì một số bài thuốc thang có thể gây ra cái rối loạn tiêu hóa như là buồn nôn, tiêu chảy, và đặc biệt là trên những cơ địa mà người lớn tuổi hoặc là những người mà có vấn đề về tiêu hóa kém. Và vấn đề thứ ba có thể gặp liên quan đến tác dụng phụ nữa là nó có thể làm tăng men gan hoặc là suy thận nếu như chúng ta dùng liều lượng cao và kéo dài. Và cuối cùng là nó có thể tương tác thuốc với những cái thuốc Tây y của người bệnh đang sử dụng. Do đó khi mà dùng thuốc thang thì cũng cần phải có chỉ định và sự theo dõi của bác sĩ y học cổ truyền. Và quan trọng hơn là phải tuân thủ cái liều lượng cũng như cách dùng của thuốc thang để phòng tránh những cái tác dụng phụ không muốn. Tức là khi mà mình dùng thuốc thì mình phải tuân thủ theo nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ để tránh cái tình trạng thứ nhất là bị dị ứng, thứ hai là mình đang sử dụng thuốc đông y và tây y cùng một lúc, nó sẽ gây những cái đối chọi của nhau, đúng không ạ? Em thấy là khi mà mình điều trị liệt mặt bằng cái phương pháp không dùng thuốc á, thì chủ yếu là mình sẽ tác động vào các huyệt vị trên cơ mặt. Vậy thì không biết là những cái phương pháp đó nó có thể giúp cho chúng ta là trở về trạng thái ban đầu được không ạ? Nó tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây bệnh, rồi nó tùy thuộc vào cái thời gian xảy ra, thời gian bị bệnh. Người bệnh đến với bệnh viện càng sớm á, thì mức độ hồi phục nó càng tốt. Hoặc là cái nguyên nhân gây bệnh, nếu như mà không có một nguyên nhân nào cụ thể thì cái tiên lượng phục hồi nó sẽ tốt hơn là một trường hợp mà bị sau chấn thương đứt cái dây thần kinh chẳng hạn. Thành ra nó sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thì trong đó tại bệnh viện y học cổ truyền thì điều trị rất là nhiều ca liệt mặt, và tầm trong khoảng 1-2 tháng thì khả năng phục hồi rất là tốt. Có những trường hợp 100%, còn đa phần là khoảng 80-90% nếu người ta đến sớm. Dạ, vậy thì không biết là mình có những cái phương pháp nào để mà mình có thể phòng tránh cái căn bệnh liệt mặt ngoại biên này không ạ? Để mà phòng tránh cái liệt mặt này á, thì chúng ta cần có một cái lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống cân bằng. Đối với việc ăn uống thì chúng ta cần ăn đa dạng các nhóm chất, trong đó chúng ta sẽ tăng cường các loại vitamin và khoáng chất như vitamin B, C và E. Ăn thêm cá với các loại cá mà có chứa nhiều omega 3 như là cá hồi, cá thu, cá mòi. Thì những cái thành phần vitamin và khoáng chất này nó sẽ giúp cho cái việc phục hồi dây thần kinh tốt hơn, giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ cho việc phục hồi khi chúng ta mắc bệnh. Thứ hai là chúng ta cần uống đủ nước mỗi ngày. Rồi thứ ba nữa là chúng ta cần tránh những loại thực phẩm mà có chất kích thích, như là những thực phẩm thức ăn nhanh hoặc là chế biến sẵn, hoặc là những thực phẩm có quá nhiều đường, nhiều muối. Chúng ta cần phải duy trì một lối sống lành mạnh. Thì để duy trì một lối sống lành mạnh, trước tiên là cần phải giảm căng thẳng. Thì căng thẳng có thể là một vấn đề để làm trầm trọng thêm các vấn đề của liệt mặt. Do đó chúng ta cần tập các kỹ thuật thư giãn mỗi ngày, như là thiền, yoga hoặc là tập hít thở sâu. Rồi chúng ta cần phải tập thể dục mỗi ngày đều đặn để duy trì một sức khỏe tổng quát và nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể. Thứ ba nữa là chúng ta cần phải ngủ đủ giấc để cho cơ thể có thời gian phục hồi, để cân bằng lại cái quá trình tự chữa lành của cơ thể. Và cái cuối cùng là khi mà chúng ta hạn chế tiếp xúc ở những môi trường mà quá lạnh hoặc là thay đổi thời tiết đột ngột,
hoặc là khi mà đi tàu xe thì chúng ta nhớ là mang khẩu trang và đóng cửa để tránh gió lùa vào. Rồi khi mà nằm quạt thì nên là tránh quạt quay trực tiếp vào mặt hoặc đầu. Như vậy thì đó là những cái yếu tố nguy cơ nó có thể gây ra tình trạng liệt mặt hoặc là làm cho liệt mặt trở nên nặng hơn. Em thấy là cái liệt mặt ngoại biên này nè, ngoài cái biểu hiện bên ngoài của nó là gây ra yếu tố mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thì không biết là nếu như mà mình để liệt mặt ngoại biên trong một thời gian dài không điều trị, nó có gây biến chứng gì tác động đến các hệ thần kinh khác không ạ? Đối với liệt mặt, nếu như không được điều trị kịp thời thì cũng có thể để lại những biến chứng nghiêm trọng. Đầu tiên phải nói đến việc mà khó cái khôi phục cái cơ vùng mặt, vì cái tình trạng yếu và mất chức năng của cơ mặt này nếu như không được điều trị kịp thời, nó có thể trở thành vĩnh viễn và rất là khó hồi phục. Do đó khi mà khuôn mặt nó bị mất cân xứng, có thể tạo nên tình trạng là biến dạng khuôn mặt, và về lâu dài thì người bệnh sẽ rất là mặc cảm và tự ti khi mà giao tiếp với xã hội. Đôi khi sẽ sinh ra một số vấn đề về rối loạn như là rối loạn lo âu hoặc là rối loạn trầm cảm. Rồi vấn đề thứ hai có thể gặp liên quan đến việc giảm hoặc là rối loạn cái cảm giác ở vùng mặt bên liệt, thì bệnh nhân sẽ giảm cái cảm nhận cũng như là giảm cái phản ứng đối với những kích thích từ bên ngoài. Ví dụ như khi mà bị muỗi đốt hay là một con vật côn trùng nó cắn vào trong vùng mặt đó, thì bệnh nhân cũng sẽ không có cảm giác được. Và cái biến chứng thứ ba đi kèm là hệ quả của việc liệt mặt, thì sau một thời gian mà mắt không nhắm lại được thì có thể là vi sinh vật hoặc là bụi nó sẽ rơi vào trong mắt, do đó có thể gây tình trạng viêm mắt hoặc là rối loạn tiết nước mắt. Do đó khi mà ngủ thì người bệnh nên dùng một cái khăn ẩm để mình che vùng mắt lại. Rồi cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái việc cảm nhận ở vùng miệng, cũng như là khó khăn khi thực hiện một số cái động tác ở vùng miệng, đặc biệt là trong vấn đề vệ sinh miệng. Thì khi mà súc miệng không có giữ được nước hoặc là đánh răng khó khăn, người bệnh có thể làm có thể không thực hiện, và về lâu dài có thể ảnh hưởng là mắc một số bệnh nha chu. Dạ, đó là một số biến chứng có thể gặp. Dạ, em nghe nói có trường hợp thì một người khi mà người ta liệt mặt bên này xong vài tháng sau người ta liệt mặt bên này nữa, vậy thì không biết là các trường hợp này có thể diễn ra không ạ? Dạ, có thể. Thường thì liệt mặt ngoại biên sẽ bị một bên, nhưng có những trường hợp hy hữu người ta có thể bị cả hai bên mặt. Đôi khi thì tháng này bị bên trái, điều trị xong mấy tháng sau lại bị bên phải. Và có những người họ ghi nhận là có tính chất gia đình, giống như là cô, bác, rồi ba, những người mà liên quan đến dòng nội, thành ra nó có thể ảnh hưởng bởi một phần gen. Cái thứ hai thì đối với cái cơ địa mà hay bị tái đi tái lại như vậy á, thì cái phần chính khí trong cơ thể người ta đã suy yếu rồi. Về mặt y học hiện đại thì hầu như người ta không thể hiện ra là có bệnh lý gì, nhưng mà về quan điểm của đông y thì phần chính khí trong cơ thể suy yếu đó là sẽ là yếu tố để giúp phong tà, nó phong hàn tà nó dễ xâm nhập vào và gây bệnh. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay này thì chúng ta sẽ thường xuyên phải tăng ca hoặc là làm thêm giờ, và khi mà về đến nhà thì tắm rất là trễ, vậy thì cái việc tắm đêm nó cũng rất là có hại cho sức khỏe, và không biết nó có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh liệt mặt ngoại biên không ạ? Dạ, thật ra nói về bằng chứng khoa học thì chưa có nghiên cứu nào có thể chứng minh được là việc tắm đêm nó gây ra liệt mặt. Tuy nhiên về mặt quan điểm y học cổ truyền thì nó có liên quan, nó liên quan đến yếu tố phong hàn. Vì ban đêm thì nhiệt độ môi trường nó thấp hơn ban ngày, cơ thể chúng ta nó cũng có nhiệt độ hạ thấp hơn so với ban ngày. Khi mà chúng ta tắm, đặc biệt là tắm nước lạnh, thì nó sẽ là yếu tố phong hàn rất là mạnh để nó xâm nhập vào trong kinh lạc. Và đặc biệt trên một cơ địa mà phải làm việc quá sức liên quan đến vấn đề stress, hoặc là có một vấn đề gì mà mình bệnh nội thương lâu ngày trong người, thì nó sẽ làm cho chính khí của mình nó suy giảm, và kết hợp với những yếu tố phong hàn đó nó sẽ là dẫn đến nguyên nhân liệt mặt. Dạo gần đây thì em có lướt một số mạng xã hội thì em có thấy là người ta đang lan truyền nhau là có thể dùng máu lương để mà trị liệt mặt. Ở vai trò là một bác sĩ đông y thì chị có thể chia sẻ thêm về những cái bài thuốc dân gian dạng giống như vậy không ạ? Thực ra chưa có một nghiên cứu nào mà nói đến việc mà dùng máu lương để điều trị liệt mặt, và thực sự là trong kinh nghiệm nhân gian của đơn của y học cổ truyền cũng chưa được từng nghe nói tới. Còn một số các bài thuốc mà trong nhân gian á, thì thực ra đối với việc mà dùng thuốc nam hay thuốc bắc thì cũng cần có kinh nghiệm và cái chuyên môn của bác sĩ. Do đó nếu như mà người dân mình muốn dùng á, thì phải nên gặp bác sĩ. Dạ, nên khám và bác sĩ chỉ định theo dõi để mình tránh những tác dụng phụ ha. Dạ, không nên tự ý dùng bất cứ loại thuốc gì. Có thể là người này dùng có hiệu quả nhưng mà nó không hiệu quả cho người khác, tại vì tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Lúc nãy em có nghe bác sĩ đề cập đến các phương pháp điều trị của bệnh liệt mặt á, thì liên quan đến một số cái mình có thể sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu
Thì bác sĩ có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả một số cái động tác cơ bản mà mình có thể thực hiện tại nhà, bản thân người bệnh có thể thực hiện luôn để mà hỗ trợ cái phần điều trị liệt mặt tại nhà cho những bệnh nhân đang ở phương xa mà. Thực ra đối với điều trị liệt mặt thì ngoài cái chuyện mà tới bệnh viện điều trị thì bản thân người bệnh tự tập luyện, tự xoa bóp mỗi ngày, đó là một phương pháp rất là tốt. Thì trong đó sẽ kết hợp là vừa xoa bóp vừa hít thở sâu. Mình có thể ngồi tư thế như là ngồi yoga hay ngồi thì hoa sen ha, hai chân khép lại, xong rồi mình sẽ bắt đầu mình hít thở sâu và kết hợp mình xoa bóp vùng mặt. Thì trên nguyên lý là đẩy cơ mặt lên trên và ra ngoài để nó tránh tình trạng mình xệ cơ mặt. Dạ, thì trong đó có một số cái phương pháp thì dùng, ví dụ như mình liệt mặt bên trái thì khi mình tập luyện mình sẽ cười miệng hơi, cái tư thế mà hơi cười ha, xong mình dùng một bàn tay bên phải mình đẩy từ khóe miệng bên phải, đẩy từ khóe miệng bên phải đẩy sang cái vành tai bên trái, là một phương pháp xoa đẩy lên ha. Đẩy lên, dạ. Dạ, đi lên và ra ngoài, dạ. Rồi mình có thể xoa quanh cái khóe miệng, xoa mũi, xoa mắt ha. Rồi, đó là về xoa, nó sẽ giúp tăng cường lưu thông khí huyết tới cái vùng mặt. Rồi mình sẽ tập thì một số cái phương, cái động tác mỗi ngày mình hay thực hiện. Đầu tiên là cười, mình sẽ nhăn răng hết mức có thể, không giữ trong vài giây, rồi mình trở lại trạng thái bình thường và lặp đi lặp lại. Thứ hai là mình tập nhắm mắt, thì mắt nó sẽ nhắm khung kính, cho nên mình sẽ tập cố gắng để nhắm mắt hết mức có thể. Rồi mình sẽ giữ vài giây rồi thả ra. Rồi tập nhăn trán nhìn lên trên ha, giữ vài giây rồi mình lại thả ra. Rồi mình tập chu môi, chu miệng lên, dạ đúng rồi. Xong rồi thả ra rồi lại phồng má, giữ hơi ở vùng má. Dạ, đó là những cái bài tập mà bệnh nhân có thể tự tập ở nhà. Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Trinh cũng đã khép lại chương trình Bác sĩ nói gì kỳ này. Xin chân thành cảm ơn app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình, nơi cung cấp kiến thức y khoa chính xác. Và em cũng xin cảm ơn bác sĩ Trinh đã dành thời gian đến đây để chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả được biết những cái kiến thức rất là bổ ích về cái triệu chứng mà liệt mặt ngoại biên này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tới.